Hello, chào các con. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài học mà mình đã học vào ngày thứ bảy và chủ nhật vừa rồi nha. Mình sẽ ôn phần nội dung của sách Supermice vào ngày chủ nhật trước ha. Rồi, chủ nhật vừa rồi thì mình học mình ôn lại về cái phần về các bộ phận trên cơ thể con người và mình học những cái từ vựng của chủ điểm mới ha về đồ chơi toys. Rồi. Đầu tiên thì cô có hướng dẫn các con viết một cái đoạn văn. Mình sử dụng những cái cấu trúc câu đã học và những từ vựng đã học về cái phần mà những bộ phận trong cơ thể con người để mình viết một cái phần tự giới thiệu về bản thân và cái bộ phận của cơ thể con ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau ôn lại nha. Câu đầu tiên mình sẽ viết trong đoạn văn để mà miêu tả về những cái bộ phận trong của bản thân mình á. Mình sẽ giới thiệu tên của mình trước ha. Hi, my name is Sandy. Ví dụ như tên cô là Sandy thì mình sẽ dùng là Sandy. Còn tên con là ví dụ như tên con là Quỳnh Anh thì con sẽ là Hi, my name is Quỳnh Anh. Hoặc tên con là Thiện thì con sẽ nói là Hi, my name is Thiện. Được không nè? Rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp những cái câu tiếp theo ha. This is my hair. My hair is black. Ha, đây là cái phần mà con giới thiệu tóc của con nè và con giới thiệu cái màu tóc của con là gì ha. Con có thể thay cái từ hair thành một cái từ khác mà con đã học. Ví dụ như là this is my lip. My lip is pink. Ví dụ vậy ha. Đây là cái môi của tôi, cái môi của tôi thì có màu hồng ha. Hoặc là mình có thể là dùng cái cấu trúc là these are my eyes. My eyes are blue. Cái này thì con sẽ dùng cho những thứ mà có hai cái trở lên ha. Lúc nãy cô có nói với con cái lip là nó mình chỉ nói về một cái môi thì mình sẽ dùng là this is. Nhưng mà nếu mà mình nói hai cái môi thì con sẽ dùng là these are. Con nhớ nha. Rồi, mình sẽ giới thiệu tiếp. Ví dụ như là this is my hip. I have one hip. Cái này thì mình giới thiệu về cái hông của mình ha. Con có bao nhiêu cái hông nè? À, mình có một cái hông thì mình sẽ nói là mình có một cái hông. Rồi, these are my legs. I have two legs. À, con có hai cái chân thì con nói là con có hai cái chân ha. Cái này mình sẽ giới thiệu là mình có bao nhiêu cái. Ví dụ như mình có 10 ngón tay thì mình nói sao? These are my fingers. I have 10 fingers. Được không con? Như vậy con sẽ sử dụng những cái từ ngữ mà mình đã học, mình sẽ thay vào những cái phần này để mình tạo thành một cái đoạn văn nha. Rồi, một cái câu cuối cùng mà mình có thể sử dụng đó là mình sẽ nói là I can run with my legs. À, ở đây thì cô đã chỉ cho các con những cái động từ mà con có thể sử dụng trong cái mẫu câu này ha. Ví dụ như là động từ của mình là động từ see, thấy đúng không? Thì con có thể nói là I can see with my eyes. Như vậy là con sẽ thay thế những cái từ mà cô đã chỉ cho con vào cái phần bài này để con tạo thành một cái đoạn văn giới thiệu về con và giới thiệu những bộ phận trong cơ thể của con nha. Đây cũng là cái phần bài tập về nhà. Nên các con lưu ý là mình sẽ hoàn thành cái bài tập này để hôm sau cô sẽ kiểm tra cho con nha. Rồi, trong buổi ngày hôm đó thì mình cũng có học qua cái chủ điểm bài mới, những từ vựng về toys, đồ chơi. Bây giờ con cùng các con cùng cô đọc lại những từ vựng mà mình đã học ha. Violin. Violin là đàn violon con ha. Drum. Drum là cái trống ha. Xylophone. Xylophone. Đàn này là đàn mộc cầm con nha. Đàn mộc cầm thì nó sẽ gồm nhiều những cái thanh gỗ ha. Và mình có hai cái que, mình sẽ gõ gõ lên những cái thanh gỗ đó, nó tạo ra cái tiếng của con ha. Tiếp theo là từ sáo tiêu, mình sẽ đọc là recorder. Recorder. Con diều thì mình sẽ đọc là kite. Kite. Rồi, máy bay là một từ khá là quen thuộc với con ha. Plane. Plan. Rồi, mình sang từ tiếp theo. Từ tiếp theo của mình là ball. Ball. Quả bóng con nha. Rồi, mình qua cái từ là dây nhảy ha. Mình sẽ đọc là rope. Rope. Rồi, búp bê thì mình đọc sao nhỉ? Doll. Doll.
Và từ cuối cùng mà mình đã học là teddy bear. Teddy bear là thú nhồi bông, gấu bông con ha. Rồi, vậy là mình đã xong cái phần chủ điểm của ngày chủ nhật vừa rồi ha. Các con nhớ là ôn tập kỹ cái phần này để mà hôm sau cô kiểm tra các con nha. Và nhớ là làm cái bài tập viết về những bộ phận trong cơ thể người nha con. Rồi, bây giờ cô sẽ sang tiếp phần tiếp theo. Đó là phần bài tập về nhà. Có cái phần bài tập về nhà cô có phát cho các con, thì các con nhớ là hoàn thành những phần bài tập về nhà này nha. Các con ôn lại từ vựng nè, và các con làm cái phần câu này cho cô ha. Mình sẽ điền vào chỗ trống mà mình dịch qua tiếng Việt cho cô. Những mẫu câu này thì mình đã học và đã làm rồi, nên là các con cứ làm xong rồi sau đó khi lên lớp thì cô sẽ sửa bài cho các con nha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái phần chủ điểm ngày thứ bảy mà mình có học ha. Thứ bảy vừa rồi thì mình có kiểm tra về phần bài test của sách Phonics 2. Thì cô thấy là có một số bạn vẫn làm sai, và sai những cái lỗi mà mình đã gặp khá là nhiều, nên là cô sẽ sửa bài cho con luôn. Phần này thì con lưu ý giùm cô ha. Rồi, phần đầu tiên là cái phần về phần nghe ha. Phần này thì có những cái từ vựng mà cô có đọc thì cô thấy là các bạn làm đúng hết rồi. Thì cái phần này cô thấy là mình đã chọn đúng theo cái cách đọc của cô. Rồi, nhưng mà những cái phần câu hỏi mà khi mà cô đọc nguyên câu thì một số bạn vẫn còn nhầm lẫn, nên là cô sẽ đọc lại một lần nữa cho các con nghe rõ hơn ha. Rồi, câu 5 của mình là Can you see a pin in the box ha. Rồi, ở đây con sẽ thấy là cô đọc là từ pin, nó sẽ khác với từ bin, được không con? Âm pin in the box rồi ha. Rồi, sang câu 6 của mình thì mình sẽ là the fox has a hot coat. À, ở đây là coat chứ không phải là bot, được không con? Rồi, qua câu 7 ha. Câu 7 thì cô đọc là I like gums too. À, gums chứ không phải là buns. Rồi, câu số 8. The red can is on the net. The red can is on the net. À, ở đây nó sẽ khác là không phải là the red pan mà là the red can. Rồi, khi mà mình nghe kỹ những cái phần cô đọc thì con sẽ chọn được đáp án đúng thôi ha. Rồi, và câu 9 thì đáp án của cô sẽ là A bat sees a bug in the tub. A bat, chứ không phải là a pup. Rồi, câu số 10 sẽ là A nut with a mug. A nut with a mug. Ha, nut và hut là khác nhau con nha. Rồi, bài tiếp theo của mình thì mình sẽ điền những cái từ cô đọc vào cái phần đoạn những cái câu hỏi ha. Phần này thì cô thấy các con không có sai nhiều, nhưng mà một số bạn á, cô biết là các con có biết cái từ đó nhưng mà các con lại vô tình ghi sai chính tả, nên là cô sửa cho các con luôn. Ok, câu đầu tiên của mình là The cup has a net. Net, đáp án của mình là net. Is that your pet on the bed? Ha, đáp án của mình là bat và bed. The kid and the pup are friends. Ok, kid and pup. I see an ant and a fig. The man has a wig and an ox. Rồi, đáp án của mình ha. Rồi, qua tiếp theo này. Phần tiếp theo thì con sẽ nhìn vào những cái bức tranh và con sẽ viết ra cái từ vựng đúng. Phần này thì cô thấy đa số là các con làm đúng ha. Phần này thì cô đã cho đáp án ở đây, các con nhìn qua một lần nha, coi thử mình có sai hay là có đúng ở chỗ nào không. Ok, tiếp theo này. Tiếp theo, bài này thì mình sẽ tìm những lỗi sai trong câu. Phần này thì cô thấy là đa số các bạn có làm được những câu đầu tiên, chỉ có câu cuối cùng thì các bạn còn sai ha. Những cái câu đầu tiên, bốn câu đầu tiên thì cô cũng hay nhắc nhở các con, nên là đa số các con làm đúng.
Còn câu cuối cùng thì có thể các con không để ý trong quá trình cô có trao đổi nên là một số bạn vẫn còn chọn sai. Rồi, câu đầu tiên của mình á thì con thấy cái từ sai sẽ là từ egg. Từ này thì mình đúng là mình phải làm sao con? Từ này đúng là mình phải thêm s vào ha, bởi vì ở đây là 10 eggs mới đúng ha, 10 quả trứng ha, con nhiều thì con phải thêm s vào. Rồi, câu thứ hai của mình thì con thấy là sai là sẽ chữ a. Ở đây đúng phải là chữ an. Bởi vì sao con? Bởi vì an nó bắt đầu bằng chữ a con nè, thì mình phải dùng an ha. Rồi, tiếp theo nào. Chỗ này của mình á, con thấy phía trước của mình là one đúng không? Là chỉ có một thôi. Chỉ có một thì mình đâu có thêm s vào cái từ đó đâu ha. Thì mình phải chỉ cần để là cat thôi chứ không có phải là cat gì ha. Rồi, câu tiếp theo của mình thì con thấy là cái chữ sai là chữ an. Phía trước chữ rag thì không thể là chữ an được, mà ở đây cũng có chữ your ở đây nữa đúng không? Is that your rag on the bed? Là đúng ha, chữ an này bị dư mất tiêu rồi, là chữ an này bị sai rồi. Câu cuối cùng thì con sẽ thấy là trong những cái phần story mà mình học ấy, thì cái từ này của mình cần phải để nó ở dạng là có chữ s ha. Đây là một cái dạng cấu trúc ngữ pháp, sau này khi mà con học lên những lớp tiếp theo thì các cô sẽ giảng cho con. Và ở đây thì bị sai cái chữ này ha, mình phải thêm s vào chữ này. Rồi, ok, đây là kết quả đúng. Rồi, phần tiếp theo của mình đó thì mình sẽ hoàn thành những cái câu này sử dụng những cái từ cho sẵn, nhưng mà cô đã xáo trộn vị trí của nó. Phần này thì cô thấy khá là nhiều bạn sai nên cô sẽ sửa cho các con luôn ha. Câu đúng của mình ở ví dụ đầu tiên sẽ là there is some mud. À, có một cái vết bùn ở đây ha. Rồi câu tiếp theo là the hen is wet. Con gà mái thì bị ướt. Rồi câu này thì mình hay gặp ha. Hôm trước khi mà ôn tập thì cô cũng cho con câu này rồi đúng không? Cô thấy nhiều bạn làm đúng này ha. Rồi, câu này là the cup is on the map. Là con thú con thì ở trên cái bản đồ. Phần này thì mình cũng ôn luyện khá là nhiều. Nhiều bạn cũng làm đúng ha. Rồi, the vet has 10 big eggs. À, câu này thì nhiều bạn cũng hay làm đúng này. Câu này thì mình cũng đã ôn tập khá là nhiều rồi ha. Và mình cũng vận dụng theo những trường hợp khác nhau. Ok, các con đã làm rất là tốt phần này. Rồi, câu cuối cùng thì hầu như là không có bạn nào làm đúng cả. Câu này thì nó nằm ở trong cái phần story của unit 5. Thì phần này, cái câu này mình sẽ, câu đúng của mình sẽ là A rat puts a bit in the mud. Là con chuột thì nó đặt một cái hạt cứng ha, ở trong cái bùn ha. Thì cái phần này thì nó hơi khó một xíu, cô có nhắc các con nhưng mà có thể các con không có chú ý nhiều nên các con sẽ bị sót cái phần này. Thì các con có thể xem lại trong phần story của Unit 5 nha. Rồi, bây giờ mình qua phần bài 4 nè. Bài 4 thì mình sẽ nhìn vào tranh, sau đó mình sẽ chọn đáp án là đúng hay sai với những cái câu tương ứng của cô. Phần này thì cô thấy các con làm khá là đúng. Tuy nhiên có một số chỗ thì các con chưa đọc kỹ nên các con sẽ bị sai. Bây giờ cô sẽ giảng cho con luôn nha. Rồi, câu đầu tiên, a mop is under the bin. À, là cái này nè con nè. À, the mop là cái đồ lau nhà, thì câu của cô là thì ở dưới cái thùng ha. Nhưng mà ở đây là cái gì đấy, cái cây lau nhà này, cái đồ lau nhà này thì nó nằm ở trong cái thùng chứ đâu phải là ở ở dưới đâu ha. Nên câu này của mình là mình sẽ chọn đáp án là sai. Rồi, a pin is on the hat. Là cái ghim này này, nó nằm ở trên cái nón đúng không con? Đây, con nhìn vào đây. Đúng rồi ha, cái ghim thì nằm trên cái nón. Như vậy mình sẽ chọn true là đúng ha. Rồi, I can see a hut. À, con nhìn vào nhà, con nhìn vào hình thì con thấy à có một cái túm lều này. Ok, vậy là I can see a hut là đúng ha. Rồi. Câu tiếp theo, a top is on the cot. Là con quay thì nó nằm ở trên cái củi. À, phải không con? Không phải, con quay nó đâu nằm trên củi đâu, nó nằm ở trên cái tấm thảm này nè ha. Nên vậy câu này là sai. Rồi. Six kids are under the cot. À, có 6 đứa bé nằm ở dưới cái tấm thảm. Câu này thì ở dưới cái củi ha. Câu này đúng không con? Đúng ha. 1 2 4 5 6. 6 đứa bé thì nằm dưới cái tấm này. Rồi, cái củi ha. Rồi. Câu tiếp theo. A cat is on the mat.
À, mình thấy nè, có một cái con gì đó nằm ở trên cái tấm thảm, nhưng mà không phải là the a cat. Nó là a pup hay là a dog is on the mat, not the cat. Nên câu này cũng cũng sai ha. Rồi, câu tiếp theo, the man has two yaks. Câu này đúng không con? Người đàn ông thì có two yaks không? Không có, người đàn ông thì có two, hai con cá này, two fish ha. Nên là câu này là false, là sai luôn ha. Rồi, câu tiếp theo. A pot is under six logs. À, cái nồi thì ở dưới 6 cái miếng khúc gỗ này nè, đúng không con? Không, cái nồi này nó đang nằm nằm trên cái khúc gỗ nên câu này cũng cũng sai luôn. Rồi, câu tiếp theo. A big fish is in the net. À, con nhìn xem. À, con cá lớn này nó nằm trong cái vào trong cái lưới này nè, đúng đúng không? Ok, mình sẽ chọn đáp án là true ha. Rồi, there is a tub in the hut. Cái này đúng không? Không có. Không có một cái, không có cái tub nào, không có cái bồn tắm nào nằm ở trong cái nhà này hết trơn, cái túp lều này hết trơn á ha. Như vậy câu này sẽ là sai. Ok. Rồi. Qua phần tiếp theo của mình là bài cuối cùng của mình đó, thì các con sẽ có cái phần bài dịch ha. Những cái phần bài dịch này thì cô cũng cho các con luyện tập rồi, nhưng mà một số bạn vẫn bị sai lỗi chính tả, và những cái bạn tụi con vẫn là ghi sai những cái lỗi nhỏ 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 ha, thì mình sẽ bị trừ điểm cái phần này. Cô sẽ sửa cho con luôn nha. Rồi. Câu đầu tiên, tôi thích uống một ngụm với đôi môi của tôi. Câu này mình sẽ dịch là I like to sip with my lips. Rồi, câu này thì tôi thấy các bạn đa số làm đúng nè. Câu này thì mình ôn tập khá là nhiều rồi ha. Rồi, đứa bé có thể đào xới và mở cái nắp. The kid can dig and open the lid. Câu này thì các con sẽ bị thiếu từ này từ kia nhiều nè. Ha, mình lưu ý cho cô là mình phải đầy đủ những cái từ. Từ ví dụ như là đứa bé là the kid, tụi con học rồi nè, có thể là can, được không? Rồi, cái nồi nóng thì ở trong cái thùng. Cái này thì nhiều thấy nhiều bạn làm đúng nè. The hot pot is in the box. Rồi, qua câu tiếp theo. Câu này thì cô thấy các con cũng làm đúng nhiều. I see 10 figs and a big net. À, tôi thấy 10 quả sung và một cái lưới, lưới to. Rồi, anh ấy cần một cái cần câu thì mình sẽ dịch là he needs a rod. Ok, rồi. Như vậy là cô đã sửa xong bài tập cho con rồi ha. Con ôn lại những cái nội dung này ha. Thì những cái phần bài tập này thì mình sẽ giúp mình ôn ôn lại những cái phần kiến thức cũ của mình. Nên là các con xem cho kỹ cái phần này ha, và coi thử là mình làm sai ở đâu để những lần sau thì mình lưu ý lại, mình không có gặp những trường hợp như thế này nữa nha. Rồi, cảm ơn các con. Hẹn gặp lại các con vào thứ bảy và chủ nhật tuần này nha. Bye bye.